Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Cái duyên vợ chồng ấy, bạn đã phải tu bao nhiêu năm mới kết thành duyên phận một đời này? Duyên nợ vợ chồng có phải đã được ông Tơ, bà Nguyệt an bài hay không? Xin mời quý thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của ông Tơ, bà Nguyệt với một chàng công tử đang đi tìm câu trả lời cho duyên phận trong cuộc đời mình. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Duyên nợ vợ chồng dẫu xa nghìn dặm vẫn tương phùng. Chuyện xưa kể rằng có một cậu công tử con quan thường theo cha đi săn bắn. Trong chuyến đi săn, do mãi đuổi theo một con thỏ, anh bị lạc vào rừng sâu, loanh quanh mãi không tìm thấy đường về. Công tử khát nước nên lần tìm đến một bờ suối. Chàng bỗng thấy một chiếc hang đá, mừng rỡ vội bước vào hang. Chàng nhìn thấy một bà lão đang ngồi xe chỉ, các sợi chỉ hồng thắm được kết vào nhau. Anh khẽ bước lại gần bà lão và thưa: "Con đi săn, bị lạc đường vào đến đây. Xin bà cho hỏi đây là đâu?" Bà lão đáp: "Đây là Đồng Tiên. Mọi người thường gọi ta là bà Nguyệt. Ta đang ngồi xe duyên cho tình yêu dưới trần gian." Rất đỗi ngạc nhiên, công tử hỏi: "Xe duyên bằng các sợi chỉ này à? Mà sao sợi chỉ của bà lại chỉ có màu hồng?" Bà lão nhẹ nhàng đáp: "Chỉ này được gọi là sợi dây tơ hồng. Các đôi trai gái có duyên nợ với nhau sẽ được ta kết nối bằng sợi tơ hồng. Cặp đôi nào được xe nhiều sợi chỉ hồng thì sẽ yêu thương nhau nhiều. Số sợi chỉ ít hay nhiều là do mối ân tình các kiếp trước đây của họ với nhau." Nghe vậy, công tử liền hỏi: "Vậy bà lão có thể cho con biết sau này con sẽ sánh duyên cùng ai ạ?" Bà lão đưa mắt nhìn vào phía trong hàng, hướng tới một ông lão đang ngồi lặng lẽ đọc một cuốn sách rất dày. Bà nói: "Kia là ông Tơ, công tử hỏi ông ấy sẽ biết." Chàng trai bước đến bên ông lão và hỏi: "Bậc tiên có thể cho con biết con sẽ xe duyên vợ chồng với ai?" Ông Tơ đáp: "Công tử sẽ xe duyên với Tố Lan, con gái của một người bán rau ở khu chợ phía đông của kinh thành." Duyên nợ, nỗ lực của bản thân có thay đổi được an bài. Nghe vậy, công tử cúi đầu lặng lẽ. Chàng cảm ơn ông Tơ, bà Nguyệt, hỏi đường ra khỏi khu rừng. Trở về nhà suy ngẫm ít hôm, chàng quyết định lần tìm đến khu chợ phía đông kinh thành để tìm hiểu. Vừa đến đầu chợ đã gặp ngay mẹ con người bán rau, đứa bé gái mặt mày lem luốc, chừng 9 tuổi, áo quần rách dưới. Công tử dò hỏi thì biết được tên cô bé đó là Tố Lan. Buồn bã quay về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết cải mệnh trời để không kết duyên với người nghèo khó như vậy. Anh gọi một người hầu lên và dặn: "Người hãy đến cổng chợ phía đông kinh thành, cho mẹ con người bán rau số tiền này và đưa họ đến sống ở một làng quê xa xôi phía bắc." Người hầu vâng lời và đã đưa hai mẹ con đến sống ở một ngôi làng nơi hẻo lánh cách rất xa kinh thành. Thời gian thấm thoát trôi đi, 7 năm đã qua. Công tử đã nên danh phận. Một ngày, chàng nghe đồn có một cô gái, con của một vị quan phủ gần đó, nổi danh là giai nhân xinh đẹp, giỏi giang và thiện lương. Nàng tên là Thảo Nương, đã nhiều người đến cầu hôn nhưng đều bị từ chối. Công tử khăn gói đi sang đó, thuê phòng trọ gần phủ đường nhà quan để phục xem mặt người con gái kia. Và chàng đã toại nguyện khi nhìn thấy Thảo Nương, trông cô xinh đẹp dịu dàng. Công tử vội vã quay về nhà, xin phụ thân sang nhà vị quan đó xin xe duyên cho đôi trẻ. Hai gia đình môn đăng hộ đối nên việc kết hôn sớm thành, đôi vợ chồng sống hòa hợp, yêu thương nhau. Có duyên nghìn dặm xa còn gặp. Một ngày người vợ ngỏ ý muốn cùng chồng về làng quê trước đây. Nghe thấy tên làng đúng với địa phương mà người hầu trước đây đưa mẹ con nhà bán rau đến sống, chàng giật mình hỏi kỹ. Người vợ liền kể cho chồng nghe mọi chuyện đã xảy ra. Kỳ thực thiếp chỉ là con gái nuôi của cha mẹ. Cha mẹ đẻ thiếp cũng làm quan, nhưng sớm qua đời, chỉ còn lại thiếp và bảo mẫu sống cùng nhau.
Do cách chợ cũng không xa nên cả hai đi bán rau để kiếm sống. Rồi một ngày có người mang tiền đến và bảo mẹ con thiếp rời khỏi chợ. Họ đưa đến một làng quê xa xôi. Số tiền đó đủ cho mẹ con thiếp có được một chốn ăn ở ổn định. Thiếp gặp cha mẹ nuôi ở đó. Cha mẹ nuôi của thiếp đây có lòng từ tâm, lại hiếm muộn, nên đem thiếp và bảo mẫu về nuôi dưỡng. Thiếp được dạy dỗ, cho ăn học, giúp việc bút nghiên cho cha chốn công đường. Đã rất nhiều đám đến dạm hỏi xin cưới thiếp, nhưng đều bị cha mẹ từ chối. Lạ thay, bên nhà chàng vừa ngỏ thì dưỡng phụ đồng ý ngay. Chúng ta nên vợ chồng chắc là có duyên nợ từ trước. Công tử lặng người đi rồi hỏi: có phải tên nàng hồi nhỏ là Tố Lan? Người vợ gật đầu rồi đáp: Thảo Nương là tên sau này do cha đặt khi nhận thiếp làm con nuôi. Chàng công tử nhớ lại câu chuyện nơi hang động năm xưa. Chàng hiểu rằng ông Tơ Bà Nguyệt đã xe duyên thì không thể khác được. Chàng nhìn vợ rồi khẽ nói: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên nghìn dặm xa còn gặp, không duyên trước mặt vẫn cách lòng. Công tử hối lỗi về những chuyện đã qua, ngày càng sống có trách nhiệm và yêu thương người vợ. Thành vợ thành chồng là do duyên nợ. Vợ chồng sống tôn trọng yêu thương và có trách nhiệm với nhau chính là thuận theo thiên ý. Những ân oán từ trước nên được trả bằng những điều thiện về sau. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.